Bây giờ video phá mật mã kiếm 1 triệu điểm này, chạm tay 3 lần vào thu thập mỗi lần chạm góc này nhá. 1 2 3. Nó hiện 1 triệu điểm này. Sau đó mật mã hôm nay là chữ tôn. Chữ tôn thì chữ tờ bao gồm là một dấu trừ, chữ O là hai dấu trừ, còn chữ N là một dấu trừ một dấu chấm. Bây giờ chữ tờ giữ tay một tẹo, dấu trừ là chữ tờ. Đấy, hiện chữ tờ. Mất rồi thì làm lại, một chữ tờ. Một dấu trừ, hai dấu trừ, ba dấu trừ thành chữ O. Một dấu trừ, một dấu chấm là chữ N. Phá khóa, được 1 triệu nhận giải thưởng, bấm. Chúc mừng bạn đã nhận được 1 triệu điểm. Ok. Tiếp tục mọi người vào mục ơn, làm nhiệm vụ. Ví dụ, đây hàng hóa. Được không? Đây, chúng ta bấm vào xem từ nơi chúng ta có nút check là được 100.000 điểm. Và cái hàng video học viện mới, và cái nút video học viện, tí nữa chúng ta bấm nút check là được 50.000 điểm. Tiếp tục AirDrop, chúng ta tham gia kênh Telegram của chúng tôi và kết nối với Tôn sắp ra mắt. AirDrop tức là phần thưởng tặng thêm nhá, phần thưởng tặng thêm. Đấy, từ đây mọi người vào mục mai nâng cấp mọi thứ lên để đạt được, ví dụ như là thu nhập lợi nhuận mỗi giờ, bây giờ là 484.000 mỗi giờ. Đấy, mục mai này. Đấy, thì đến 7 giờ tối nó lại có 3 mảnh ghép này, để chúng ta đoán đúng 3 mảnh ghép này được cộng thêm 5 triệu điểm, tức là một ngày được 5 triệu đấy, và một triệu một mã là một ngày được 6 triệu điểm, một tháng là 180 triệu điểm rồi đấy, chưa tính cái mục chúng ta đào. Ví dụ chúng ta bấm dùng ba, tôi dùng ba ngón tay tôi bấm rất là nhanh. Đấy, còn muốn giới thiệu bạn bè thì sao? Muốn giới thiệu bạn bè bấm vào mục friend này. Đấy, sau bấm nút sao chép ở đây. Đấy, nút sao chép đây nhá. Mang đi. Đấy, mang cái link đi dán có sao chép sau gửi cho bạn bè. Đăng ký là xong. Đấy, thì đây là mục khi chúng ta bấm hết này, chạm hết cái này rồi, chúng ta vùng tên lửa bot này. Đấy, nó sẽ có cái mục này nó hiện sáng lên, bấm vào tiếp tục. Nó lại ví dụ ở đây bấm mục sáng đấy nó lại được 6.500 đồng tiếp. Bây giờ nó 6.500 mình đấm bấm xuống còn 2.800 bao nhiêu này thì bấm này. Hết cái vào mục này. Vào cái này đấy thì nó lại trở thành 6.500. Đấy. Mình cứ dùng ba ngón tay bấm rất là nhanh luôn.